trong cuộc sống hàng ngày, sinh lão bệnh tử là một chân lý không ai tránh khỏi. Bệnh tật là một trong bốn nỗi khổ của con người. Trong cơn đau hành hạ, người thầy thuốc có lưu tâm đạo đức phải mang đến cho bệnh nhân một thang thuốc hiệu quả, không lường gạt người bị bệnh đang đau đớn và phải tự xem mình như vị cứu tinh của người đang lâm bệnh. Với quan niệm đạo đức này và căn cứ vào kiến thức y khoa Á Đông từ mấy ngàn năm truyền lại, công ty dược phẩm gia truyền Super Happy Life xin hân hạnh giới thiệu một số dược thảo đã được thử nghiệm thành công và cứu thoát hàng ngàn bệnh nhân. Thuốc trị gan, giải độc, nhuận trường, lợi tiểu, hạ nhiệt, giúp ngủ ngon. Thuốc trị bệnh tiểu đường, giúp cơ thể quân bình lượng đường trong máu. Thuốc tăng cường sinh lý đàn ông, bảo đảm 100% bổ thận, bổ khí, tuyệt đối hoàn toàn thiên nhiên, không phản ứng phụ, không ảnh hưởng đến áp huyết cao hay thấp. Đại bổ đàn bà, điều hòa kinh nguyệt, trị đau bụng, nhức đầu, đau lưng. Thuốc trị phong thấp, tê thấp, làm giảm đau nhức các khớp xương, làm thông huyết mạch. Đặc biệt, bạch liên trà dùng làm thức uống hàng ngày, kích thích tiêu hóa, bổ gan, làm tan mỡ dư thừa, đã được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua. Mua thuốc hoặc muốn làm đại lý, xin liên lạc điện thoại 714-657-3282, 657-3282 hoặc vào trang nhà www.superhappylife.com. Kính thưa quý vị, đọc sách là một cái thú lớn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu giải trí, giáo dục, mở mang kiến thức và đôi khi đưa chúng ta phiêu lưu đến những chân trời thật xa lạ. Nhưng mà đời sống thì càng ngày càng bận rộn, nhất là ở hải ngoại. Mà tuổi đời thì càng chồng chất, mắt bắt đầu mở. Cầm một cuốn sách như thế này, bắt đầu thấy nặng tay và nhìn bắt đầu thấy khó nặng. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Thúy Nga đã thực hiện hàng loạt băng đọc truyện, tức là đem truyện thu vào cassette và CD. Mỗi một truyện giống như một vở kịch truyền thanh vô cùng lôi cuốn. Trung tâm Thúy Nga trân trọng mời quý vị liên lạc trực tiếp hoặc hỏi các đại lý mỗi